Chevrolet Cruze biển số 60 Đồng Nai nha. Mang một cái nước sơn là màu vàng cát từ phía trước cho đến phía sau, rất là đẹp. Cái giá tiền thì rất là vừa phải luôn. Trang bị là hộp số sàn nè anh chị ha. Màn hình cam da phân khúc hạng C cho nên là cái độ cách âm rất là tốt, đầm chắc thì khỏi phải chê. Form dáng của cái dòng xe này á rất là rộng, đi gia đình 5 người không chê vào đâu được. Trần vẫn là trần nỉ rin nha anh chị nha. Mâm đúc rin theo xe, sau là thắng đồng, trước là thắng địa và xe này là có thắng ABS luôn. Chào cô chú anh chị ha, chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là tiếp tục em sẽ đi kiếm một chiếc xe đó và cũng sẽ quay lên cho anh chị. Thì hôm qua hôm kia thì em có quay một cái chiếc Toyota Innova biển số 95 nè, quay lên và khách hàng cũng đã lên đã chốt. Bây giờ là cũng đã dọn xong rồi, chỉ có lấy về thôi. Những cái dòng xe như thế này thì anh chị cũng biết rồi, nó là một cái dòng xe mà em cũng rất là thích. Nó ở chỗ là máy móc rất là bền. Cái thứ hai là cái dòng xe này là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi. Đó, gia đình mà coi như là nhà mà đông người á, có thể là lấy những chiếc xe này về đi thì không chê vào đâu được. Và riêng những cái dòng xe này được có cái là Toyota máy móc rất là bền, cho nên là đi gia đình thì phải nói là tuyệt vời. Tuy là đời thấp thôi, 207 thôi, nhưng mà có cái là chất lượng xe thì anh chị cũng yên tâm. Thêm một cái nữa là cái dòng này là anh chị biết sao, giá tiền rất là rẻ, chỉ có lanh quanh hơn 200 triệu là có một chiếc xe như thế này để về mình đi gia đình rồi. Cho nên là khi mà anh chị nào mà đang cần tìm một chiếc xe về đi gia đình mà đông thì có thể là chọn những chiếc xe như thế này. Bên em những cái dòng xe đó thì rất là nhiều, cho nên là anh chị nào đang cần cứ liên hệ bên em. Còn như chiếc này thì khách hàng cũng đang xem, cũng là một cái dòng xe 7 chỗ, nhưng mà dòng này nó đặc biệt hơn. Nó là một cái dòng xe Đài Loan đến từ thương hiệu Lookgen, hai cửa lùa 7 chỗ ngồi, nó rất là nhiều công nghệ. Cái đặc biệt là cái dòng xe này là anh chị biết sao, trang bị là hộp số tự động, cho nên là đi cũng rất là nhẹ nhẹ và khỏe luôn. Xe thì anh khách không biết là anh ở đâu nha, cũng đang xem. Nhưng mà anh chị nào mà đang cần xe này thì cũng cứ liên hệ cho bên em để được sở hữu. Còn bây giờ em sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe mà giá tiền thì cũng vừa phải, nhưng xe rất là đẹp luôn. Cái dòng xe này thì anh chị không biết rồi, đến từ thương hiệu của Mỹ, form dáng thì không chê vào đâu được, phân khúc hạng C nữa, cho nên là cái độ cách âm rất là tốt, đầm chắc thì khỏi phải chê. Cái form dáng của cái dòng xe này rất là rộng, đi gia đình 5 người không chê vào đâu được. Chevrolet Cruze biển số 60 Đồng Nai nha anh chị nha. Mang một cái nước sơn là màu vàng cát, anh chị thấy cái form dáng không, từ phía trước cho đến phía sau rất là đẹp. Và cái giá tiền thì nói chung là rất là vừa phải luôn. Riêng cái xe này sản xuất là năm 2014 và giá tiền thì hiện tại là bên em đang bán với giá là 240 triệu. Đó, chỉ có lanh quanh hơn 200 triệu một chút xíu là mình sẽ có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2014 về đi gia đình. Form dáng đẹp, đi làm ăn hay bất kể cái gì cũng được ha. Bây giờ mời anh chị mình sẽ đi vô sâu bên trong, mình sẽ xem cái bên trong của chiếc xe này ha. Và em cũng sẽ nổ máy lên cho anh chị mình xem cái phần máy. Trang bị là hộp số sàn nè anh chị ha, có màn hình đầy đủ hết rồi. Để lên một phát là rất là nhẹ nhàng. Và cái dòng này là máy 1.6 nha anh chị, 1.6 thôi. Bên trong của một chiếc xe Chevrolet Cruze thì anh chị thấy là ở cái phía trước này không, là một cái không gian rất là rộng rãi và thoải mái. Và dòng này là trang bị là hai túi khí nha anh chị, hai túi khí. Xe này thì cũng đã được lên là màn hình cam da. Bây giờ sẽ vô thử cam da coi có không ha. Có cam da luôn, có cam hành trình luôn, đầy đủ hết rồi. Cam hành trình thì nằm bên trên này nha anh chị, cam da, cam hành trình thì đầy đủ hết rồi. Ô đô xe này đi là 56.000. Thì bây giờ mời anh chị xem cái phần vô lăng, kèn rất là bự luôn, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng. Bây giờ mời anh chị ra phía sau, mình sẽ xem cái dòng này coi là phía sau ngồi như thế nào. Ghế thì vẫn là ghế bọc da nha anh chị nha. Đây, mình sẽ xem cái phần phía sau. Thì em cũng đã nói lúc đầu rồi, cái dòng Cruze này thì tất cả những dòng xe mà Cruze thì từ cái đời mà coi như là hai là 9 này là 10 cho đến là 2017, 2018 em nói là thật là rất là đẹp. Và thứ hai là ngồi, cái khoang ngồi rất là rộng rãi như cái xe này anh chị thấy không, ngồi khá là rộng rãi và thoải mái. Trần vẫn là trần nỉ rin nha anh chị nha. Bây giờ mời anh chị xem cái phần, xem phần tiếp theo, đó là phần tấp bi cửa này. Trong này thì nó hơi chật, mong chị thông cảm ha. Tấp bi cửa nè, nói chung là mọi cái chức năng của cái xe thì anh chị yên tâm, tại vì xe nào cũng vậy hết á, về là bên em sẽ có đội ngũ kiểm tra hết rồi. Đây, cái phần mà xe thì nó đã coi rồi, thì bây giờ mình sẽ coi cái phần keo chỉ, coi là xe keo chỉ có đủ không. Như cái này là keo chỉ nguyên zin nè anh chị ha. Mấy cái nước sơn bên trong này là sơn zin. Còn bên ngoài á, nước sơn bên ngoài này là đã có sơn lại rồi anh chị, tại những cái đời xe như thế này là có sơn lại rồi. Còn mâm thì vẫn là mâm đúc rin theo xe nha anh chị nha.
phía sau là thắng đùm, phía trước là thắng địa và xe này là có thắng ABS luôn. Rồi bây giờ tiếp tục là mời anh chị mình sẽ xem cái phần cốp sau. Cốp thì vẫn là xài cốp điện. Đây cái phần mà sedan nó thì cốp thì anh chị thấy không, rất là rộng. Còn bên dưới này á, thì sẽ là có bánh xe cua, đồ nghề đầy đủ hết rồi. Bọng sàn thì anh chị thấy không, sáng trưng, rất là sáng luôn. Còn anh chị lên xem xe ha, em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình cùng xem cái phần gầm. Và cái thứ hai là anh chị lên mình sẽ chạy nghiệm chạy thử coi là gầm bể như thế nào, máy móc có êm hay không, sang số có ngọt hay không ha. Còn keo chỉ của cái phần bên cốp sau thì anh chị thấy không, là nguyên bản ha. Còn keo chỉ khúc này cũng vậy nè, đó là nguyên bản hết luôn. Đời thì đời 2014 thì nó cũng là được thôi, chứ không phải là đẹp sắc nét, đẹp mà xuất sắc. Nhưng mà cái này là chấp nhận được tại vì xe không lỗi ha. Rồi tiếp tục mình sẽ xem cánh cánh cửa bên này luôn. Mời anh chị ha. Keo chỉ đây là nguyên bản nè. Mấy cái nước sơn bên trong này là sơn zin nè. Kể cả cái mép bên dưới này luôn, đó là sơn zin. Chỉ có là cái bên ngoài này là có sơn lại thôi. Nói chung là xe không lỗi ha, thì mình thùng là thẳng tưng thôi. Còn mấy cái mép dè như thế này cũng vậy luôn. Bây giờ mời anh chị mình cùng xem xuống bên dưới này. Bốn cái vỏ xe thì em thấy ha, còn khá là mới, khoảng chừng là 70%. Đó, những cái vỏ như thế này. Và vỏ là vỏ Michelin nè. Cho nên là khi mà anh chị về đi ha, những cái vỏ xe như thế này thì bảo đảm anh chị là đi hơi bị bền luôn. Còn về cái cánh cửa tài, thì cái cánh cửa tài là keo chỉ là cũng nguyên bản luôn. Vậy là coi như là chung quanh là bốn cánh cửa là keo chỉ là nguyên zin. Còn cái phần tấp bi cửa này cũng vậy ha. Này, xe thì sẽ có là cặp gương đầy đủ hết ha, chỉnh gương. Và đây cho anh chị xem tiếp là những con ốc này cũng vậy luôn, nguyên bản, chưa có dấu tháo. Cái phần mà quan trọng hơn là cái xe xài nhiều hay không á, là mình nhìn vào cái phần vô lăng nè. Anh chị thấy vô lăng nè, không có dấu hiệu gọi là mòn luôn. Tiếp tục thêm một cái nữa là em sẽ cho anh chị xem cái phần máy. Đây bây giờ em sẽ mở cái phần máy lên cho anh chị mình cùng coi máy ha. Và những chiếc xe này á, thì em cũng nói luôn là xe gia đình ha, không có dịch vụ không taxi. Tại vì những cái dòng xe này á thì là máy 1.6, nhưng cái mức tiêu hao nhiên liệu của những dòng này á, theo em đã trải nghiệm, em đã chạy, thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là phải từ 8 cho đến 9 lít trên 100 cây. Cho nên chẳng có ai lấy ra mà để chạy dịch vụ hoặc là chạy taxi gì anh chị. Còn về phần máy móc nha, thì theo em thấy là cái bên trên này nè, nắp cò này có thể là có mở rồi. Còn bên dưới là nguyên bản anh chị. Bên dưới là nguyên bản, còn bên trên có mở. Còn về cái phần đầu xe thì anh chị thấy ra không? Đầu là nguyên bản. Đây, keo chỉ cabo này cũng vậy. Đó, keo chỉ cabo này là nguyên zin. Nói chung là nguyên zin. Chỉ có là theo năm tháng thì nó hơi xuống màu một chút xíu thôi, chứ còn tất cả là keo chỉ là đều nguyên zin hết. Theo năm tháng thì sau là coi như là đời 2014 thì sau bao nhiêu năm sử dụng thì nó hơi xuống màu chút xíu. Nó còn mà để mà chất xe, keo chỉ tất cả luôn đều là nguyên bản. Và máy móc bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng, anh chị yên tâm ha. Và cái thứ hai là bên em sẽ coi như là thay nhớt mới, bảo dưỡng máy và gầm bệ cho anh chị. Anh chị chỉ có lấy về và đi thôi. Đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 24, rất là dài. Và những cái dòng xe này em cũng nói luôn, form dáng nó đẹp, đó về đi gia đình nè, đi công việc nè, rất là thuận lợi. Thứ hai là giá tiền so với những phân khúc khác ha, thì giá tiền của những dòng này nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như cái đời này là 2014 giá thì 240 triệu đó. Còn như những cái dòng khác thì nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà cái dòng này thì em cũng khuyên anh chị rằng là khi mua những cái dòng xe mà đến từ thương hiệu của Mỹ như thế này, thì cái khâu chăm sóc, cái khâu mà coi như là bảo dưỡng bảo trì thì mình sẽ nhiều hơn một chút xíu ha. Những cái dòng xe nào cũng vậy thôi, quan trọng là nhất mình chăm sóc tốt thì nó sẽ bền, còn mà mình bỏ bê thì nó sẽ là hư mấy hồi ha anh chị. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Anh chị nào mà đang cần những dòng xe này thì hãy nhấc máy alo liền cho anh em ha.